Điều 84 quy định cán bộ công chức viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm. Báo cáo của Chính phủ nhận định quy định như vậy là phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, đúng với tính chất của đối tượng cán bộ công chức viên chức đã nghỉ hưu là đối tượng khác so với cán bộ công chức. Thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tán thành bổ sung quy định này vì điều này là thể chế hóa yêu cầu trong nghị quyết Trung ương xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xử lý nghiêm những người có sai phạm kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo luật, Ủy ban pháp luật đề nghị tách nội dung này thành điều riêng quy định theo hướng cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể trong luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Tương ứng với từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần quy định hình thức kỷ luật phù hợp, đảm bảo hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu.